Dạ, là đầu tiên cho phép hậu nhân mến chào cả nhà nha. Chúc cho cả nhà có một buổi sáng thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công và nhiều điều tốt đẹp nhất. Dạ, sáng nay thì hậu nhân cũng đi theo chị Hồng Loan cũng như là bảo vệ chị Hồng Loan và cùng chị Ni. Thì lúc sáng thì hậu nhân có đi cùng với lại anh Tài Sáu Sáu và cùng với lại Tinh Ba Miền và chị Nắng Sưng nha cả nhà. Bốn anh chị em cùng nhau đến trên tòa án đó. Thì sau công việc hồi sáng thì phải nói là diễn ra rất là tốt đẹp đó nha. Thì sẵn đây thì hạo nhân cũng chia sẻ cả nhà một thêm một cái dòng trạng thái của chị Loan trên trang Facebook Võ Thị Hồng Loan là cả nhà. Đây chị có ghi thế này và hai chị cùng chụp hình chung với nhau nha cả nhà. Em dễ vậy á, rồi sao chị sai em được đó, chưa một lần chị để em một mình. Nina Na Si Nguyễn, chị luôn bên em mỗi phút mỗi giây, chị luôn che chở cho em và thả nhiều trái tim rất là đẹp, và trong đây có hai cái bông hoa rất là dễ thương đó nha. Đó, đây là những tấm hình mà hai chị trong cái lúc mà đang chờ làm việc trên tòa án Phú Nhuận cả nhà. Đó, khu vực này là khu vực bên trong nha cả nhà. Đó, đây đây là tấm hình nè, chị Hồng Loan đang chu cái mỏ ra rất là cưng luôn đó, phải nhọn cái mỏ ra như thế này cả nhà đó, và chị Ni cũng vậy đó, hai chị em rất là dễ thương luôn. Đây cả nhà mình xem nó thấy thương, và một cái video này là 5 lượt bình luận cả nhà. Đây thêm cái video này nữa rất là dễ thương vô cùng đó, hai chị em phải nói là rất là dễ thương nha cả nhà. Dạ, chị Loan đang chỉ vào chị Ni nè, chị Ni mắc cỡ đó, rất là dễ thương. Trong cái lúc rất là hồi hộp và rất là căng thẳng và làm việc bên tòa án cấp cao thì chị Ni chị Hồng Loan cũng có một cái không gian mà một chút xíu là chưa làm việc, thì hai chị em và ngồi làm ngồi kiểu như là dẫn với nhau để mà xả stress một tí xíu cả nhà. Đây thì một tấm đó nè, rất là dễ thương cả nhà, và người ngồi kế bên là anh Nguyên nha cả nhà. Đấy, đây rất là dễ thương. Hạo nhân cũng xin chúc cho mấy chị thật là nhiều sức khỏe trên cái công việc này, mọi chuyện sẽ luôn thành công. Đó, vậy nè, cả nhà nhìn xem là chị Loan nè, rất là dễ thương, kiểu như là nhõng nhẽo với chị Ni. Đây này cả nhà, có tấm hình rất là dễ thương nha cả nhà. Chị Ni phải nói là một người rất là bản lĩnh. Đó, cả nhà xem à, cưng quá trời cưng luôn ha cả nhà, hai tấm hình nè. Đó thì mỗi một cái video một cái hình ảnh thì đều có những cái bình luận cả nhà, và hạo nhân sẽ kéo xuống đây cho mình coi, ở trên đây là lượt bình luận tổng nha cả nhà. Đây đây là 370 lượt bình luận. Đây cái lượt bình luận đầu tiên là Ni Nana Si Nguyễn, gì mà đăng mấy tấm giống nhau luôn vậy mẹ, mớm ca 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 dễ thương. Đây là kế bên là Bình Tinh, là chị Ba Bình Tinh nè cả nhà, vừa theo dõi nít xanh nè đó, tôi biết hai cô đang ở đâu nha ca 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 đó. Phải nói là chị Bình Tinh hiện tại đang rất là nhiều việc và cũng đang diễn rất là nhiều nơi, thì lúc đó thì chị cũng rất là quan tâm và yêu mến người con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cũng như là chị Ba Bình Tinh là một người con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha cả nhà. Đó thì rất là lo lắng cho chị Hồng Loan. Đây đáng yêu quá hai trẻ yêu ơi, đó rất là dễ thương. Hải Nguyễn nè, chắc chắc là chưa rồi Hồng Loan ơi. Đó, mọi người thả tim, hai chị đẹp quá duyên mỹ nè, cố lên hai chị ơi. Mọi người bình luận rất là nhiều, hai em dễ thương lắm luôn, tuyệt vời quá chị ơi. Rất là nhiều lượt bình luận cả nhà, cũng như là động viên chị Hồng Loan. Thì song song đó thì hạo nhân cũng có một cái những câu nói như thế này cả nhà. Thì phải nói là chị Ni từ lúc mà nổ ra cái vụ việc này thì chị Ni là luôn luôn đi theo chị Hồng Loan, cũng như là từng phút từng giây như chị Hồng Loan ở đăng cả nhà. Mỗi lúc mà có tòa án triệu tập nó như luật sư Tiết Ngọc đó, thì cũng có kêu gọi kêu lên
tò để mà làm việc phía phía mé mẹ con cô Sáu bên kia, thì chị Loan và chị Ni luôn luôn đồng hành cùng với nhau để mà giải quyết những cái vấn đề cho nó xong ở cả nhà. Đây Thanh Nhàn đó, mãi chiến thắng. Loan dễ thương quá em ơi, thương hai chị em, hai chị em tình quá vậy. Cố gắng lên em nhé, thương lắm luôn. Rất là nhiều lượt bình luận quan tâm và yêu mến đến mấy chị. Mọi người luôn luôn đồng hành và chờ thông tin vui. Như những cái thông tin này cả nhà, thì mọi người đang cố gắng để mà ra tòa lần này để mà sắp xếp. Nếu mà trong Tết được á, thì sẽ cho phía bên kia dọn đồ đi ra khỏi nhà để mà chị Hồng Loan sửa soạn nhà cửa, sắp xếp lại những cái công việc đó nha. Rất là nhiều việc. Thì sáng sớm á, thì mấy anh em cũng đi theo chị Hồng Loan lên trên, và chị Ni cũng đến, và luật sư Kha cũng đến. Mọi người đều đến, luật sư Kha đến và đem theo một xấp giấy tờ rất là lớn cả nhà. Phải nói là tầm hơn 1 kg cả nhà, mà nhắm giấy tờ như vậy là biết nhiều cỡ nào rồi đúng không cả nhà. Đó, đi vào bên trong thì lúc mà chị Loan đi vào bên trong cả nhà, thì phải nói là chị rất là buồn luôn. Có mình chị à, cảm thấy chị đi một mình nó giống như là cô đơn, cô độc một mình vậy đó. Mà lúc mà chị Ni đến rồi một cái hay là chị rất là vui. Đó, chị hai chị em ngồi kế bên nhau và nói chuyện với nhau rất là nhiều, tâm sự tại tòa án và ngồi nói chuyện với nhau rất là tình cảm, rất là dễ thương. Chị Loan gặp được chị Ni giống như là gặp được người chị, mà lúc nào mình có thể là mình ngồi kế bên mà mình chỉ cảm thấy là chị thoải mái, không còn phải lo đủ thứ chuyện gì nữa. Tại vì Hậu Nhân là một người mà không phải là ở gần mấy chị nhiều, nhưng mà cũng được một khoảng thời gian cả nhà, thì Hậu Nhân có cảm nhận được đó, là thấy được chị Ni là một người rất là bản lĩnh, mà phải nói là chị rất là kiên cường cả nhà. Phải nói là một người phụ nữ mà phải đứng ra nói chuyện với những em mà đối nghịch đó cả nhà, một cái đầu óc của mình nó phải lạnh và làm việc đó. Nói như là nói của chị nói nó rất là nặng luôn, kiểu như là nói ra là người ta phải sợ đó. Tại vì chị là một người đại diện phát ngôn cả nhà, những chị đã học qua trường, học qua lớp và nói chuyện rất là hay luôn. Mỗi câu nói chị đã nói ra rồi á là kiểu như là chị đi trước đó cả nhà. Chị nói câu nói đó ra rồi á là những cái người kia họ sẽ không thể nào mà bẻ ra được đó. Nói những câu nói rất là hay, và kiểu như là nói ra rồi á là kiểu như chặn đứng cái câu nói của người ta lại á, rất là hay luôn. Một cơ duyên khó nè, Queen Bee nè, một cơ duyên khó tả, một sự xuất hiện đúng lúc, thương hai chị em quá trời quá đất thương cả nhà. Đây rất là nhiều tin nhắn luôn cả nhà, phải nói là quá trời luôn, quá trời luôn. Mọi người chúc mừng rất là nhiều luôn đó nha. Dạ thì nói chung là video cũng khá là dài rồi. Có gì Hạo Nhân sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất chia sẻ đến cả nhà. Đó, đây là mọi người nè, gửi tấm hình nè, phía mà lúc mà làm việc thì mẹ con cô Sáu nó ngồi 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 làm việc bên phía luật sư, mà chị Lo ngồi có một mình rất là dễ, rất là tội nghiệp luôn rồi cả nhà. Đó. Dạ thì video cũng khá là dài rồi ha, Hạo Nhân cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chúc cho quý cô chú anh chị trong nước cũng như là ngoài nước tập là nhiều sức khỏe và nhiều thành công và thành đạt, làm mọi chuyện đều được như ý muốn nha. Dạ xin chân thành và đã chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều.